hai xinh này. Con trai xinh nha. Con trai xinh. Hai con gọi là con vàng không? Hai con gọi là con vàng xinh. Trai xinh, vàng xinh. Đấy, chụp ký cho nó xuống này. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ Hải Sản Hải Biên nha. 0984514163. Đấy. Mình đang ở vừa hải sản này. Chụp ký này. Để sống lên. Bắt về nuôi sống đấy. Con chuyển xa thì chỉ chuyển được tươi thôi chứ không chuyển được sống nha. Vì cơ sở mình chuyển nó vất vả. Để tại nhà không được này. Nhất. Con vẹm hay còn gọi là con trai xanh.